Như là bữa nay chỉ có hai người. Tại vì anh quyết tâm mọi người không tôn trọng gia đình mình. Bao nhiêu con ra xài đổ dùng hết. Anh có là từ bữa lắm tới giờ. Hôm nay em lên sinh năm, tao lỗi với tụi em. Nhưng bây giờ anh mắc tay anh đang nói đồng hồ anh trở về gia đình mình. Anh cũng không còn ở đây đâu. Thì khác anh cũng bỏ tay hết rồi. Chưa đi nhớ vậy tụi em. Gần thấp cho anh một nón nha, nón gì nào thì chỉ được. Trái cây tụi em cũng bao nhiêu tụi nó đổ vô thùng rác hết. Nhớ em rất là đau lòng. Anh cũng vậy, anh đem tụi em mà anh quen mà anh gia đình ở nhà anh nói gì vậy tụi em. Bây giờ tụi em không được cái gì hết trên đây hết. Em nói bao nhiêu cũng đủ rồi anh em. Thôi giờ anh về với em. Lần nó sáng anh ăn ở đây nhưng mà cũng cuối rửa hết rồi. Mai mốt anh hương hồn của năm ở nhà với mình chứ đâu. Cũng bao nhiêu tụi nó dâng vô, tụi nó đổ thùng rác hết thì anh nghĩ tụi em đâu đồng tụi nó không bước. Vậy đi. Nhưng thằng Bằng đang tại em lên đây có công việc đó năm. Thôi rồi. Cũng là con người với nhau mà. Về là nè, em về năm ơi. Mà năm có ở nhà mà năm đâu có ở đây đâu. Cô Sáu với cô Lành ra về, cô chú anh chị. Cô chú phải sao? Cô về héo quý chú anh chị. Sau khi cô Sáu và cô Lành lên chỉ trong vòng 3 phút của chương trình. Cái gì vậy? Ai thương ai yêu cậu làm đâu? Ai thương ta? Ai có ấm hộ? Trên cùng quá. Mới mốt mà bảo lên cắm ai yêu cậu làm mà. Làm sao không thương được? Ừ. Chứ nhiều khi mình làm lớn mà mình làm trúng rồi con cháu khi nào mà dám thôi. Cái giả nữa. Cái giả nói là rất có lý rồi thầy. Đúng không? Sao nữa? Mình
trời thì đang chuyển mưa cô chú anh chị. Anh Ngọc đang cắm nhang. Đấy, rất là nhanh cô chú anh chị. Chị đang đứng này với chú Vũ Linh. Một cái ekip ở đây cô chú anh chị. Ủa sao hai chị đứng đây hết à? Không được an toàn cho nên mình lỡ đi mình bảo vệ cậu. Vậy ha. Còn cậu là luôn có những cái anh em ekip rồi ha ở đây. Bên em YouTube ai cũng thương cậu hết trơn, có em cậu cũng thương cậu nên nói cậu nên phụ bà. Ta không muốn tới ta bắt ghế, ta không muốn là không thương. Nghĩ ra hỏi là một thương cậu nằm lên mặt sông thương. Vậy mà cậu không biết nữa, mà còn hỏi ta trong thương rồi, bộ thương lắm hả? Không dám ở đây nữa. Nên là cảnh sau khi mà cô Sáu và cô Lành về, cô chú anh chị mở con khán giả ở đây. Cái video của Hành Tiên cũng chúc cô chú anh chị đang xem kênh có ngày tốt lành, đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hành Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những video sau nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.